Tự nhiên các anh rủ đi chơi, đi uống nước chứ. Tao tưởng là dắt đi uống chai sữa hay là gì đó. Ai ngờ dắt đi uống nước mía. Thà là ổng nha, mặc đồ lịch sự đồ, ổng rủ con đi chơi không. Ổng mới đi làm về mà mặt tao nhìn giống chú con vậy. Hẹn lên biển, lúc đó tôi nghĩ là nếu mà bây giờ mà tỏ tình là không đồng ý nữa thì thôi, đừng ai đi luôn, coi như là mình bỏ luôn, bỏ luôn. Kiếm con khác, lâu quá lâu rồi. Hồi đó là con kiểu là con không còn trong trắng đó cô. Tâm lý của con là con bị sợ con gái mà đi mất cái sự trong trắng đó rồi, là người ta quen mình là kiểu người ta không có tôn trọng mình nữa. Đó nên là con cứ lập lự miết con không dám quen kiểu vậy á. Con giới thiệu về con luôn đi. Ôi chào chú Quốc Thuận với lại là cô Hồng Vân. Con tên là Cao Lê Thị Ngọc Nguyên. Con năm nay 24 tuổi rồi. Con kinh doanh mỹ phẩm và con ở Khánh Hòa. Con là người Kinh hay là người... Dạ, con Lai, là bố con người Kinh, mẹ con người đồng bào, rất Lai ạ. Rồi, dạ, con xin chào chú Quốc Thuận và cô Hồng Vân. Con tên là Lê Văn Trọng, năm nay con 30 tuổi, hiện đang làm giám sát và phụ vợ con kinh doanh mỹ phẩm. Giám sát cái gì nè? Dạ, con làm về vệ sinh công nghiệp, có nghĩa là mình sẽ dọn dẹp công trình sau khi xây dựng để cho nó gọn gàng sạch sẽ và đưa vào hoạt động đó con. Ủa gần sao mà một giám sát công trình mà quen với một cô gái bán mỹ phẩm vậy ta? Dạ, như con là hồi con mới học xong đại học xong á, con mới về nhà trai con làm, con về đó con không có bạn bè á con ạ. Con lướt Facebook con tìm bạn của người nói chuyện á, cái người con thấy trúng vợ con như cũng kết bạn, con nghĩ là kết bạn vậy thôi chứ không biết là cô ấy đồng ý hay không. Ai ngờ cô ấy đồng ý thật, nhưng mà con cũng không có gọi là nhắn tin liền, con cứ để là con lướt con coi con thể tim từ từ khoảng một thời gian sau là đầu con thấy đăng cái hình đẹp quá, con bấm là em xinh quá, cái con nghĩ là không nghĩ là em biết là rep lại không ta, mình chỉ nhắn cho vui thôi. Ai ngờ em rep lại thiệt, và lúc đó sau đó mà con bắt đầu con nói chuyện lần và quen tới bây giờ. Thôi con nhắn lại anh này, có nhiều anh nhắn con không? Dạ có, nhưng mà con cũng không biết lý do sao, giống như là kiểu anh nhắn cho con á, xong cũng con cũng vô trang cá nhân con coi, thấy cái kiểu lúc đó là cũng không có coi được cái góc chính diện á cô, xong con coi cái góc nghiêng thấy ảnh cũng được, xong cái con cũng rep lại vậy thôi à. Tự nhiên cái ảnh rủ đi chơi, đi uống nước chứ, con tưởng là dắt đi uống chai sữa hay là gì đó, ai ngờ dắt đi uống nước mía. Thà là ổng nha, mặc đồ lịch sự đồ, ổng rủ con đi chơi không, ổng mới đi làm về mà mặt con nhìn giống chú con vậy á. Có kêu bằng chú không? Dạ có, mới thấy tiền cho con bằng chú không à. Dạ. Tại vì lúc đó con mới đi làm về cũng 10 giờ đêm rồi, con tăng ca, con làm về mệt quá. Con nghĩ là bây giờ về phòng cũng không có làm gì hết, tại vì ở một mình à, buồn chán quá, bây giờ mình đang stress công việc, mình không có tại nào mình ngủ được. Mình kiếm ai mình nói chuyện giải khuây. Đi làm về cái con nhắn tin cho em đó, con rủ là em rảnh không? Đi giờ mình gặp nhau đi uống nước một xíu rồi về. Cái ai ngờ em cũng đồng ý thiệt, chắc là em nghĩ là con ở nhà con rảnh con đi chơi, mà ai ngờ là con mới đi làm về thôi, với con râu ria rồi quần áo lùm thường lắm, rất là bẩn. Nhưng mà con nghĩ là thôi cứ rủ đi chơi bình thường mà cũng đâu có tán tỉnh gì đâu. Chắc cũng được, ai ngờ chịu thiệt. Và vừa qua cái thằng bé gặp cái bộ dạng này nó kêu bằng chú. Dạ. Đúng rồi, cách nghĩ về là con không muốn nhắn tin nữa đâu, tại vì nhìn bên ngoài ổng già quá. Xong cái ổng cứ nhắn tin cho con miết à, không trả lời thì ổng chắc người ta sẽ nghĩ mình chảnh á. Xong con cũng trả lời mà ổng cứ nhay miết, rồi cuối cùng cũng chịu luôn. Nhay quá cuối cùng ổng nhay mình luôn. Dạ. Nhay bao lâu thì con chịu? Dạ 2 tháng. Hai tháng 3 tháng vậy là con mới chịu. Nhưng mà lúc nào cũng chú với con chứ hả? Dạ, hầu như là chú xong dần kiểu quen dần dần rồi mới kêu anh. Rồi con lên cái kế hoạch con cua cô bé nhỏ nhắn này sao? Con kiểu như là con sẽ chơi cái kiểu là mưa dần thấm lâu chú ạ. Đó, ngày nào cũng nhắn tin, cứ ngày nào cũng sáng chào em buổi sáng, tối chúc ngủ ngon, trưa nhá ăn cơm trưa, ăn uống gì chưa, rảnh thì anh mua đồ ăn quê cho, hoặc là em có đi làm ở đâu anh chở đi chẳng hạn. Vậy đó, cứ ngày nào cũng nhắn, ngày nào con cũng hỏi thăm hết, có lúc thì trả lời, có lúc thì không. Kiểu như là lâu quá rồi bắt đầu là cảm thấy có người quan tâm hỏi han này nọ, bắt đầu cũng siêu lòng, từ từ cũng đồng ý. Trước khi con quen bạn gái con là thầm khoảng một tuần hay một tháng, con mà không quen được là con sẽ tìm mối hàng mới lập tức. Mà không hiểu sao gặp vợ con nói chuyện lâu đến như thế luôn. Sau mấy tháng tỏ tình với con là con đồng ý liền không? Mấy tháng sau con mới đồng ý cơ, kiểu ổng cứ hỏi là bạn gái ổng á, xong sau con mới đồng ý chứ không có đồng ý liền. Là ổng tỏ tình mấy lần thì con đồng ý? Tới lần thứ mấy á? Con cũng nhớ nữa, chắc nhớ được. Tại vì con nói nhiều quá nhiều rồi. Dạ. Nhưng mà cái lần mà đầu tiên con tỏ tình là bị từ chối liền. Dạ đúng rồi. Lúc đó cảm giác sao? Để em suy nghĩ à. Lúc đó con cũng biết là 90% là sẽ không đồng ý rồi, tại vì cũng mới quá, cũng chưa có tìm hiểu được gọi là kỹ càng, chỉ mới nói chuyện được có 1-2 tuần gì đó, mà nhanh quá thì không có chịu. Con này con nghĩ con chắc chưa chịu đâu. Đó, nhưng mà con cứ một lần con gặp á, con đi chơi á là con sẽ hỏi em có đồng ý người yêu anh không, cứ đi chơi về con sẽ hỏi, cứ đi chơi về con hỏi miết thôi.
Mà hỏi chừng nào mà đồng ý thì thôi à. Nhưng mà lúc đó đã nắm tay chưa? Dạ chưa. Tới cái lúc mà nắm tay rồi chắc cũng phải gần 3 tháng rồi á. Là lúc nắm tay là cũng biết là chắc cũng chịu chịu đồng ý rồi, đúng không? Đồng ý rồi. Cái buổi tối con hẹn đi chơi. Bữa đó là ngày 18 tháng 9 á. Bữa đó là ngày đầu tiên con quen nhau á. Là ngày tối đó con hẹn đi chơi. Sau đó con hẹn ra biển. Lúc đó con nghĩ là nếu mà bây giờ á mà tỏ tình mà không đồng ý nữa á thì thôi, đừng ai đi luôn, coi như là mình bỏ luôn, bỏ luôn. Đúng rồi, kiếm chỗ khác, kiếm mối khác. Lâu quá lâu rồi, mệt mỏi á. Hai bên tháng ai mà chịu được cho nữa. Vừa phải thôi. Cái ngờ con nói xong cái con nói là em đồng ý là người yêu anh không? Nếu á mà em không đồng ý á thì em lắc đầu, mà còn em đồng ý là im lặng. Rồi, con nói xong cái im lặng, mỉm cười cười mỉm mỉm nắm tay không thể là con biết là đồng ý rồi. Thế là xong, thế là con lại tán ra là tán tỉnh được. Mà có hôn vô anh gái không? Dạ có, hôn nhiều cái. Sao tự nhiên con lại đồng ý quen với ảnh? Hồi đó là con kiểu là con không còn trong trắng đó cô. Tâm lý của con là con bị sợ con gái mình đi mất cái sự trong trắng đó rồi. Là người ta quen mình là kiểu người ta không có tôn trọng mình nữa. Đó nên là con cứ lập lừ miết à. Con không dám quen kiểu vậy á. Lúc mà nhắn tin cho con á là con kêu là giờ con không có còn sự trong trắng nữa đâu. Xong con sợ cái vụ đó nữa. Xong ông kêu là anh quen em không phải là vì cái sự trong trắng đó. Anh quen em chỉ vì là anh thương em rồi này nọ thôi. Nên là con mới đồng ý. Và sau bao lâu thì hai đứa làm đám cưới? Dạ sau khoảng 4 năm sau. Vì lúc đầu là tụi con yêu 2 năm, sau yêu tầm khoảng gần 2 năm á là tụi con và con dính bầu. Sau đó là con định cưới rồi. Cái nhưng mà sau đó là trúng dịch Covid cho là bọn con phải hoãn lại, không thể nào cưới được, lên lịch xong hết rồi. Cái lúc hết dịch là đó là bụng vợ con to lên rồi á. Thì gia đình con có kêu là thôi cứ cưới đi, làm mâm cơm cũng được. Đơn giản thôi, cũng để mắc hai bên gia đình. Tại vì cũng có bầu rồi mà, cũng không cần phải làm lớn đâu. Nhưng mà con không có thích, con kêu là đời người chỉ có một lần thôi, cho nên là làm cho nó đáng, còn không làm thì thôi khỏi luôn, không có đám cưới đám hỏi gì hết. Khi nào mà sinh xong rồi á, bộ con có tiền mà con tự làm đám cưới. Đó, con cự tuyệt miết, cho nên gia đình con cũng phải chịu theo con thôi. Cái một ngưng sau một năm là con trai con bắt đầu là nó đã lớn rồi, nó bắt đầu là tầm một hơn một tuổi bắt đầu đi đứng được rồi, chập chững rồi á, là lúc đó bọn con mới cưới. Nhưng mà lúc mà hai đứa lúc mà trẻ như vậy á là con đã có bầu á, kiểu mà tại vì con nít quá mà làm sao mà có kinh nghiệm mà nuôi con, hoặc là lúc con mang bầu mệt mỏi rồi này kia đó, thì tụi con có cãi nhau không? Có ghen tuông với người cũ người mới gì không? Đó. Dạ có một lần, nhưng mà lúc đó là sau khi sinh rồi, tối đó cái nhắn tin cho con là bằng cái cũ. Dạ kiểu nhắn tin nghĩ nói chuyện bình thường thôi, nhưng mà con sợ vợ con suy nghĩ này nọ, cho nên là tại vì mới sinh cho nên là con sợ buồn, cho nên là con giấu tin nhắn không có thấy. Cái vợ con quay để thấy, kéo đầu là tưởng là con ngồi tin này nọ đấy, cái la hét âm trời luôn. Lúc đó con đang ở trọ nữa, mà la hét mà xuống kể cái dãy trọ ai cũng nghe luôn, cứ tưởng là có đánh vợ con không à. Mình chạy xuống là có phải vợ con cứ la nửa đêm mà la hét không biết chuyện xảy ra luôn, la âm trời của đất hết. Cái ẩm cái tối đó ẩm thấy con trai con đi lên phòng khác ngủ. Nó nhỏ nhắn mà cái volume, cái loa của nó lớn quá chị. Kiểu á mình tức quá rồi mình lấy hết volume lên mình nói luôn. Rồi sau đó rồi có gây thêm lần nữa nào nữa không? Gây thêm thì cũng có. Tại vì mình đã có một lần rồi là mình sẽ bị nghi ngờ rất là nhiều luôn. Cứ hễ một chút mà ổng nhắn tin hay ổng cười một mình là mình sẽ nghi ngờ, mình sẽ cố mình lấy điện thoại ra mình coi. Cái kiểu mình không thể nào mình tin tưởng ổng được nhiều nữa, không thể tin tưởng mà 100% được. Mình cũng phải là 80% tin tưởng và 20% mình phải nghi ngờ em đấy. Tới bây giờ là chỉ còn có 80 thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi. Rồi bây giờ tới vụ kia đi. Quen rồi tới bây giờ là cũng mấy năm rồi con? Dạ 6 năm rồi. Trời ơi, 6 năm rồi hả? Dạ. Con, nó có tật xấu gì không? Là ban đêm ổng kêu ổng làm ban ngày ổng mệt sao, ban đêm ổng nói mớ. Có lúc ổng cũng qua quýnh con, quýnh con cái chặt gì á. Xong sáng con hỏi là ủa ổng có luôn hả? Kêu ổng nói nha, ổng không biết chuyện gì xảy ra luôn. Xong con nói lần này duy nhất thôi nha, là lần sau ổng coi chân với tôi á, cũng 1-2 tháng gì đó, mỗi lần ổng làm mệt cái tối ổng lại mớ tiếp. Mà lần sau không quýnh, nhưng mà ổng sẽ nói, ổng sẽ hét, ổng nói tùm lum tùm la hết luôn, kiểu gì á. Chỉ sợ là nó mớ mà dạ. Nó mớ mà nó giả bộ mớ á. Sợ. Còn một cái tật xấu nữa. Sao? Bình thường là con gái của mình là hay giận là hả, là để chồng dỗ đúng không chú? Còn đây là không, ổng giận là ổng giận dai còn hơn con luôn. Sao? Là phải để con dỗ cho ổng không có dỗ người ta. Mà mỗi lần nó giận lên nó làm gì? Ổng dỗ không nói chuyện với con nữa. Ổng yêu cả tôi luôn, kiểu cái tính của con là hả, kiểu không thể nào giận lâu được, phải nói chuyện với ổng chứ, mà con buồn là con chịu không được. Có là nó bỏ nhà đi không? Có, không phải tính bỏ đi thôi, nhưng mà không có bỏ đi, xong thấy con khóc nhiều quá xong ổng ở lại. Mỗi lần mà giận là con phải làm quề trước á. Dạ. Còn tật gì nữa nè?
hay cọc cằn nữa. Cọc cằn với con? Dạ, con là giống với tính con trai, còn ổng là tính gái. Cọc xong rồi giận lẫy. Dạ, đúng rồi. Rồi con mong muốn ông xã mình thay đổi điều gì nè? Chỉ cần là họ anh ít cọc cằn lại với em thôi, anh ít nhằn lại thôi. Chỉ cần lúc nào hả em nói nhẹ là anh cũng nói nhẹ, chứ anh đừng có mà hay nhằn em biết em cũng mệt lắm luôn á. Con huề với ổng cũng không, ổng hất tay con biết à. Con buồn cái vụ đó thôi, nên là ổng thay đổi cái tính đó là được rồi. Tới con hả? Tới con đó con. Phải có lửa phải có khói. Nói chung là con giận nhiều cái nó cũng nó đúng đó, chứ mà ví dụ như mỗi bữa con hỏi vợ con giờ em đang ăn cái gì cũng được, mà nói ra là không ăn, cứ nói giờ đi ăn bún nha, không phở nha, không ăn hủ tiếu nha, không ăn cái gì cũng không ăn hết, mà hỏi giờ em ăn cái gì cũng được, con bực lên rồi thôi nhìn luôn ấy. Rồi xong là con đi con ngồi một chỗ, ai muốn làm cả, con không thêm nói nữa. Thế lại vợ con cũng hay kiểu như là bừa bãi quá. Bừa bộn là cứ làm đâu xong rồi xẻ đó đi con dọn thôi, làm đâu bỏ đó. Dạ, cứ làm đâu trang điểm xong là bỏ một bàn đó, phải đi dọn lại, là thay đồ xong là quăng đó, hoặc là lấy quần áo xong là quăng đó, là con hình như phải dọn đó, cứ đi đâu là quăng đó, giày dép đi về là cũng quăng ở ngoài sân đó. Con phải đi là con đi dọn, con lau dọn, quét dọn cũng mới được, chứ còn vợ con không có dọn dẹp nhà cửa. Con phải đi làm rồi con về con nấu ăn, chứ thì vợ con kêu vợ con nấu món gì á là sẽ banh đầy cái bếp luôn, là chiên kế này là dầu văng đầy bếp. Còn phải đi còn phải lau dọn lại thì thôi để anh làm luôn cho, chứ em làm rồi anh phải đi dọn dẹp lại thì thôi. Rồi thế thì con mong muốn vợ con thay đổi điều gì? Nói chung là đừng bừa bộn là được, còn mấy việc khác là con lo được hết. Chú nghĩ là con sẽ còn phát triển hơn nữa với cái công việc là một KOC. Thứ nhất con có ngoại hình, con rất là baby đó, giọng của con lại dễ thương nữa, thành ra là chú nghĩ rằng là con sẽ phát triển hơn nữa với cái công việc online của con. Nói nghe nè con nói cái tiếng dân tộc của con nghe thử coi. Thầy nói em yêu anh chẳng hạn. Yêu anh hả? Chỉ đơn giản vậy thôi. Từ dân tộc nữa, em yêu anh là Ate Ani Ai. Hả? Ate Ani Ai. Ate Ani Ai. Biết sao mà cô nói, cô muốn nghe con nói cái tiếng của con không? Con bây giờ con lồng ghép vô cái mà online của con đó, đặc trưng luôn. Nhiều khi nó thành câu hot trend là sao? Rồi ok, cảm ơn hai vợ chồng. Dạ. Chúc cho hai vợ chồng sẽ thấu hiểu nhau nhiều hơn. Và quan trọng là công việc của các con ngày càng tốt hơn. Dạ. Nghe. Cảm ơn cô rất nhiều ạ. Dạ. Chị về mình. Em tên là Lê Nguyễn Như Ý, năm nay em 33 tuổi. Em hiện là nhân viên một công ty ở dưới Biên Hòa. Bây giờ là hai vợ chồng đang ở dưới Biên Hòa luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi, còn em? Dạ, em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và mọi người. Em tên Nguyễn Dương Kim Long, năm nay 25 tuổi. Là nhân viên vận hành máy của một công ty ở Long Thành. Long và Như Ý là quen nhau là trong một cái trường hợp nào? Dạ, cách đây 10 năm thì em là cô giáo chủ nhiệm của Long. Và chúng tôi rất là hào hứng với cặp vợ chồng của bạn. Dạ. Và tiếp tục. Em là dạy môn hóa cấp 3. Cấp 3? Dạ đúng rồi. Dạ. Là lớp mấy Long? Dạ lớp 11 anh. Dạ. Hồi đó thì Long nhỏ xíu anh. Anh ấy cứ sau giờ học trên lớp thì xưng là cô với trò, nhưng mà sau giờ học thì cứ ra thủ thỉ chị không à. Dạ em nói chứ trời hổn nha cô chứ sao, cái nó thôi cô hơn em có mấy tuổi thôi, kêu chị cho thân. Cô có mấy tuổi à? Dạ thì tại em thấy mà lúc đó là Long có biết tuổi của cô chưa? Thì em đoán chừng cũng hai mấy là cùng. Em thấy còn trẻ dễ thương thì em kêu mình chị thôi. Rồi sao nữa Long? Nhưng mà anh chị biết không, ra tâm sự tưởng gì, tâm sự chuyện em yêu đơn phương một bạn trong lớp. Dạ nói chung cứ tâm sự chuyện tình cảm không à. Rồi sao? Thì em thấy cô dễ thương thì em nhờ tư vấn giùm em. Đó nhưng mà đó là thật hả? Dạ, đó là em nhờ thật chứ không yêu. Phải là em kiếm cớ đúng không? Một phần lúc em kiếm cớ nữa thì nhiều khi mà thấy cô rảnh cái là em cứ cô tâm sự với cô cứ để là ra tư vấn kiếm cớ. Dạ. Thì lúc đó thấy cô cũng dễ thương thì mình cứ kiếm cô nói chuyện riết nói chuyện hoài luôn. Cô tư vấn sao? Cô tư vấn. Dạ, thì cô tư vấn cô kêu thôi giờ em. Mà tiếc là em bé kia lại quen lại thích một em ở trong lớp rồi nên là em biết, thành ra là em mới nói thôi giờ học đi, tại vì hai em kia là quen cũng lâu rồi cứ mà đơn phương vậy thì nhiều khi học không chú tâm học nữa. Dạ nhưng mà lúc đó là em đã để ý cô chưa? Phải có chút gì thích cô em mới kiếm cô riết đi. Nhưng mà anh hỏi là lý do gì sao mà em thích cô? Thứ nhất là nó thấy cô cười dễ thương, người nhỏ nhỏ xinh xinh. Nhưng mà lúc đó chị hỏi em là ý em có biết là bạn này thích em không? Dạ không ạ, lúc đó nói chung là em ở cương vị cô em không có không có để ý. Dạ đúng rồi, em cứ nghĩ là học trò thì quý mến thầy cô là chuyện bình thường. Với thì lúc nào thì em mới cảm nhận được cái tình cảm mà Long dành? Dạ sau 6 năm thì lúc đó là tại vì em mới chia tay bạn trai. Dạ thì vô tình á
trong đội văn nghệ của công ty thì em diễn chung với lại một em, thì em đó là bạn thân của Long. Dạ. Lúc đó xong rồi em mới hỏi nó là mày có làm chung với cái chị này ở trong công ty này không, thì nó mới kêu là ừ có. Cái đầu em mới gọi điện thoại cho vợ em, em hỏi chị có rảnh không, chị đi uống nước với em cà phê đi, lâu ngày không gặp. Lúc đó là bắt đầu là em với vợ em đi chơi những ngày đầu hẹn hò rồi Giáng sinh là cái giai đoạn này chuẩn bị yêu đó. Nhưng mà cái hôm mà đầu tiên mà đi chơi đi uống nước vậy đó, dạ, thì cái hôm đó là em có cảm nhận được là Long thích em không? Dạ không à. Dạ lần đầu tiên gặp lại á là họp lớp chị. Ấn tượng đầu tiên á là sau 6 năm gặp lại là em nhận đúng ra Long luôn. Dạ, hồi đó anh nhỏ xíu, giờ cao to, với lại hồi xưa mặt láng. Dạ. Mỏng. Rồi còn... lúc đó là vẫn xưng chị với em. Dạ đúng rồi, dạ vẫn xưng chị với em. Chị rất muốn biết cái mà cái buổi đầu tiên mà tụi em chuyển từ cái tình cảm bình thường á, dạ, sang cái tình yêu á, ai là cái người mà chủ động làm cái điều đó? Bữa đó đêm Giáng sinh hai đứa cũng ráng chạy lên này chơi à. Đang đi trên đường á thì anh này anh gợi ý là hay là em làm gấu của chị ha. Dạ tại hồi đó em nói là lạnh thì cần gấu và dạ, để đi chơi nè. Em nói làm gấu nhưng mà làm theo hợp đồng nha. Tức là một năm. Dạ trong một năm để có người đi chơi lễ Tết hay gì cho vui vậy thôi ạ. Coi như một cái hợp đồng làm dạ, gấu. Dạ đúng rồi dạ. Hợp nhưng mà thật sự lúc đó là em không có lúc em nghĩ gì hết. Dạ không nghĩ gì hết. Rồi lúc gia đình biết không? Dạ không. Gia đình hai bên chưa ai biết. Rồi vậy đến bao lâu thì gia đình hai bên biết? 6 tháng à. Dạ. 6 tháng. Nhưng mà trong vòng bí mật. Chắc chắn là gia đình của em sẽ phản đối. Rồi gia đình của em thì sao Long? Gia đình em thì ba mẹ em mới đầu cũng không có biết. Thì cứ sợ em bị người ta lợi dụng lừa này nọ thì mới đầu cấm em. Nhưng mà lúc sau thì biết nó là cô giáo của em thì đã cho em chọn. Còn gia đình của em? Lúc mà em chỉ nói bóng gió thôi là em có quen một người nhỏ hơn á, là nhà cũng thôi kệ, tại vì cứ nghĩ là em quen chơi vậy thôi chẳng tới đâu. Nhưng mà đến lúc mà em nói là em quen thật sự á thì không một ai đồng ý. Là đã vậy rồi còn biết là nhỏ tuổi rồi học trò cũ nữa thì lại càng phản đối. Tại sợ là em không có yêu thương vợ em. Dạ. Thì lại em cái cảm xúc cái cảm giác thì lúc đó em cũng buồn. Tại vì em yêu là em yêu vợ em thật lòng chứ không phải là em vụ lợi vấn đề gì hết. Thì lúc đó em cũng phải cố gắng để em lấy lòng bên ba mẹ vợ em. Bao lâu thì hai em mới lấy nhau được? Dạ một năm rưỡi. Coi như nửa năm là núp lùm đó đúng không? Dạ, dạ đúng. Thế còn hai em bây giờ đã có em bé chưa? Dạ chưa. Dạ. Lấy nhau bao lâu rồi? Dạ mới 6 tháng ạ. 6 tháng ngôi quả son rồi. Rồi bây giờ sau khi mà đã cưới nhau về rồi thì em phát hiện ở chồng em có điều gì bất ngờ không? Rất là vô tư nha anh. Ví dụ đang đi với em, hỏi em khát nước không, cái em nói khát. Cái rủ em vô quán nước, toàn là mấy em mặc đồ sexy phục vụ không á. Đã vậy anh ấy mua cho em ly nước ra còn nói chứ chị thấy cô bé kia có dễ thương không? Cái em nói cũng được. Kêu trời hồi nãy á hả, cô ấy câu cúi xuống lụm gì trời em thấy luôn á chị. Trời anh ấy vô tâm mà anh ấy kêu là trẻ mà. Dạ trẻ còn giờ thì giờ nó lớn hơn. Mới có nửa năm. Dạ đúng rồi, mới có nửa năm mà thời đó còn dạ, trẻ. Cái này là giờ lớn dữ. Ổn rồi. Bây giờ hai chồng xưng hô nhau là sao? Dạ giờ thì anh em ạ. Để hỏi anh vì anh chứng chặt, anh chứng minh được cho bên gia đình bà xã là anh sẽ cưu mang cái gia đình của mình như thế nào chưa? Dạ thì bây giờ em xác định là em yêu thương vợ em thì em phải cố gắng từ cái công việc của em yêu thương vợ em lo chăm sóc lâu lâu hơi sai sót chút thôi. Thế còn ngoài cái chuyện đó ra còn dạ anh ấy rất là hậu đậu à. Đi hẹn với em mà coi như là thích mặt gì mặt quơ đại đến nỗi mặt nguyên áo thun trái ra chạy ra đường nãy giờ mà không biết. Dạ lần đó là em giận ơi là giận luôn. Xong rồi hả cái anh ấy năn nỉ, cái anh ấy từ anh ấy đưa cái tay ra, anh ấy quàng qua vai em, thằng này ai về đang đưa chơi những cái chỏ trong mặt em luôn. Trời ơi thiệt tình là dạ. Và đến giờ cũng vậy, nhiều khi mà hai vợ chồng gần nhau hay là anh ấy muốn khoác vai gì là hay chọt này chọt nọ vậy, lúc chọt vô người hậu đậu trên mọi phương diện đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Thế dạ lâu ví dụ chọt, gần nhau dạ. Ban đêm á thì có hậu đậu gì không? Lâu lâu thì đánh giận thì lúc đó em không biết. Có gì cô chỏ đem ngủ mớ dạ. Có gì cô chỏ không? Lên gối rồi giật chỏ, nói chung là em bị đủ á chị, 10 đêm là hết 8 đêm anh quýnh em rồi. Dạ. Trời ơi. Không thiệt, bởi vì em nói nhỏ mà đã vậy đai đen nữa chị. Ủa đai đen hả? Trời ơi, bởi vậy thôi. Trời ơi là trời. Em khổ tâm. Người em là cứ bị thương hoài là miền cứ... Tây anh gọi là tâm hơi tâm hết đó. Nãy giờ vợ kể xấu em rồi đó, em giờ kể xấu vợ đi. Hay cầm rầm với... Nói chung là nói nhiều lắm anh. Thì cứ nói lùm la thôi. Nói lùm la là nói cái gì vậy trời? Khó chịu. Ví dụ? Ví dụ như công việc này em làm đi, nó ngắn gọn, đơn giản. Tới vợ em tham gia vô
thì bắt đầu phải chia ly từng vấn đề này. Nói chung là bắt em phải theo cái khuôn của vợ em á. Em ví dụ tại sao em càm ràm đó là không, ví dụ như anh này anh quét nhà, cục rác từ bên này nó sẽ chuyển qua bên này, và chứ nó không hề mất đi. Em mà quét là trời ra một hồn, thành ra là em cứ nói hoài vậy đó. Dạ, hiện tượng mà. Dạ, nó không mất đi, nó chỉ chuyển từ vật. Dạ đó thì đó. Thế còn gì nữa không? Dạ đâu, nóng tính có quánh em nào không? Không quánh mà. Em mà karate đai đen đúng không? Dạ, bây giờ đâu dám quánh. Vì sao mới nói là quánh mà? Lâu lâu hay quánh em lên gói em. Nên em để bụng tối em lên gói lại đúng không? Đúng rồi. Anh hỏi nè, thế thì bây giờ hai em có dự định gì cho một cái tương lai? Dạ thì anh này được cái là làm bánh bông lan rất là ngon ạ. Bánh bông lan? Dạ, dạ đúng rồi dạ. Nhưng còn em dùng bánh bông lan để dụ vợ em. Thế có dụ phụ huynh không? Dạ có luôn, biếu ba mẹ của vợ em ăn đó. Rồi ăn vô. Ủa sao mà em biết làm bánh hay vậy? Dạ em đó học của mẹ em. Dạ được cái là dạ mẹ chồng của em là làm được nhiều bánh lắm ạ. Dạ mà làm rất là ngon. Dạ thành ra là anh ấy có học. Hai vợ chồng gia định là sẽ mở tiệm bánh. Nếu có điều kiện thì chắc tụi em cũng sẽ mở cái, nhưng mà giờ thì tụi em đang định bán online chứ còn chưa có đủ điều kiện để mà mở một cái tiệm chỉnh chu. Thì chừng nào mà có bán định bán online thì nhớ cho anh địa chỉ nghe, anh đặt hàng. Anh sẽ đặt từ Sài Gòn lên tới Biên Hòa mang xuống cho anh một cái. Rồi bây giờ em muốn ông xã em sắp tới sẽ có những cái thay đổi gì? Bớt vô tâm hơn và biết lo cho vợ nhiều cái hơn. Từ hồi mà quen nhau đến bây giờ là không hề có lời tỏ tình với em, không hề có lời cầu hôn. Tất cả mọi việc là đều là em gợi ý hết. Rồi nhiều khi em cũng phải chỉ là về nói với ba mẹ chồng sao cho khéo, rồi bên nhà em sao, dạ vậy đó. Nói chung là anh ấy ít có nghĩ ra được. Dạ. Có nghĩa là đó giờ là em chưa có thể hiện một cái hành động tỏ tình, ngay cả cái chuyện cầu hôn cũng là, nếu có thì cũng là trên cái sự gợi ý của vợ em. Dạ. Thế thì hôm nay em có muốn chồng em có một cái hành động yêu thương với em, và bản thân em có muốn thể hiện hành động đó không? Dạ muốn. Em sẽ yêu thương anh suốt đời nha. Dạ. Còn dạ. Anh mãi yêu em. Dạ của anh. Dễ thương quá à. Nói nghe nè, với cái gia đình của hai bạn á, thì tôi chỉ có một cái lời gọi là chia sẻ một chút xíu như vậy nè. Thực ra trong cái tình yêu á, cái tuổi tác á, không có làm một cái vấn đề gì hết. Dạ. Và tôi nghĩ rằng á, là khi mình đã lấy nhau rồi đó, bạn phải để cho ông xã của bạn á phải làm đúng cái trách nhiệm của một người chồng. Tôi biết là nếu như bạn tập cho anh ấy sẽ rất là khó. Ví dụ như việc nhà cửa, hoặc là anh phải tự định hướng hôm nay sẽ làm gì, đi đâu hay là như thế nào đó, thì một thời gian đầu khi tập cái điều đó bạn sẽ rất là khó chịu. Nhưng mà tôi nghĩ là bạn phải nên giao cái trách nhiệm đó cho ảnh, để cho ảnh quen đi sau này anh còn làm cha. Dạ. Đó rồi là còn quyết định cho tương lai trong cái gia đình của mình. Chúc cho Như Ý cũng như là Kim Long mau chóng có một cái tin vui, một em bé kháu khỉnh, nếu được cho tôi chúc luôn hai chồng sinh đôi luôn, một nam một nữ luôn, một nam một nữ. Dạ. Đầu tiên thì cho con xin phép chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Hai cô chú MC rất là dễ thương. Cảm ơn con. Dạ. Con xin tự giới thiệu, con là Lê Minh Thuận. Hiện đang làm giáo viên tin học trung học cơ sở. Dạ. Con nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay con vừa tròn 30 tuổi. 30 tuổi? Dạ. Rồi, cô gái mỏng manh, mỏng hơn bé hồi nãy luôn á. Cô dâu này mỏng hơn bé hồi nãy luôn. Sao làm Yến á, người giống như là con Yến vậy đó. Dạ. Mời con. Dạ chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Con xin tự giới thiệu, con tên là Phạm Thị Minh Trâm. Năm nay con 28 tuổi. Con cũng là giáo viên tin học. À vậy hả? Dạ. Hai chồng chung trường hả? Dạ không. Dạ, dạ khác trường. Khác trường. Mà sao? Chung nghề. Dạy chung môn. Chung dạ, môn mà chung khác môn. Trường. Dạ. Rồi làm sao mà gặp được nhau hay vậy? Dạ. Dạ chắc liên quan tới Yến. Làm nhà Yến sao? Không quen. Sao con gặp vợ con cách nào? Dạ con gặp vợ con hồi từ khi học cấp 3. Thanh Mai Trúc Mã. Dạ đúng rồi. Dạ. Hai đứa là cấp 3 là chung trường. Dạ không, khác trường luôn. Khác trường luôn mà nó gặp được nhau hay quá. Dạ. Ừ. Nó theo ngạch chứ nó khác, nó tỉa vậy. Ủa nhưng mà khác trường mà có xa không? Dạ cũng xa, khoảng 20 cây á. 20 cây. Ủa mà sao quen? Gặp nhau. Dạ. Bởi giờ. Ủa mà sao gặp nhau? Thì giờ mới hỏi nè. Đấy, gặp nhau chắc là gia đình hai bên là quen nhau đúng không? Dạ không. Thôi để nó kể đi, đừng có đoán nữa. Không đoán nữa, đang có cái bằng rồi, ngon lành giữ lại đi xài đi. Dạ. Rồi con kể. Ủa tiếp đi con. Dạ thì con với vợ con gặp nhau thì cũng tình cờ thôi. Là gần nhà của con á, là chơi thân với một bạn. Thì cái bạn đó lại học chung lớp với vợ con. Thì trong một cái dịp Tết năm 2012 á, thì vợ con đi về nhà anh bạn nó chơi. Rồi sau anh bạn nó cũng rủ con đi luôn. 2011 là tụi con mấy tuổi? Dạ lúc đó đang học lớp 11, học cấp 3. Dạ. Rồi
có nghĩa là bé này đến nhà của bạn của con, dạ, bạn của chơi, dạ. Tức là bạn bè thôi đúng không, chứ dạ. Không yêu đương gì đâu đúng không, dạ. Đó phải gặp nè, rủ con đi. Ủa mắc gì nó phải rủ con đi ta, nó đi mình với bé này nó sợ hay tại gì phải rủ con. Tết con ít có đi đâu chơi lắm, với lại các bạn đó cũng là bạn thân á, cho nên là mới gặp nhau. Dạ đúng rồi. Rồi sao lần đầu tiên thấy cô bé này sao? Dạ đâu có biết, đâu có nhớ đâu. Dạ không nhớ luôn. Không. Đi chung với một nhóm bạn đó là về là con giống như là đi chơi bình thường vậy, không có nhớ gì hết. Dạ con có nhớ nhóm, không? Một nhóm bạn chứ không phải là một mình con. Nhưng mà con có nhớ không? Dạ con là cái người đầu tiên, đầu tiên chủ động nhắn tin, xin số điện thoại nhắn tin cho anh này. Tức là con ấn tượng về anh này trước đúng không? Dạ. Là lớp 11. Dạ đúng rồi. Thực ra là lúc đó là anh này là con thấy rất là xấu. Nhưng mà bạn con quảng cáo là anh này giỏi tiếng Anh và giỏi đá bóng. Thì con lại thích hai bộ môn đó. Cho nên là con chủ động xin số điện thoại bạn con để nhắn tin cho anh này. Và anh ấy trả lời liền không? Dạ anh đang rảnh. Anh nói lúc đó là đang rảnh. Cho nên là anh trả lời liền. Có nhớ là nhắn ảnh gì không? Dạ thì con cũng nhắn nói chuyện bình thường thôi, nhưng mà ảnh không nhớ con, ảnh nói là không biết đứa nào hết, tại vì nó đi đâu. Trả lời lại một câu không biết đứa nào hết. Dạ. Rồi khi con đọc được cái tin nhắn thì sao? Dạ con thấy cũng bình thường. Dạ. Rồi con cũng giải thích là con là con bé mà ốm nhất trong cái đám bạn đó. Trời con ốm triền miên từ hồi lúc lớp 11 tới bây giờ con vẫn ốm hả con? Dạ con ốm từ nhỏ. Nhưng mà con rất là khỏe, con không có bị bệnh lặn vặt. Dạ chắc nhờ uống yến đó chú Quốc Thuận. Trời hay quá, hay quá. Con uống yến từ năm con lớp 11 luôn á hả? Phải không? Dạ nói chung là ở nhà làm yến từ đó giờ phải không? Dạ không, con mới làm đây thôi, nhưng mà hồi nhỏ thì mẹ con vẫn mua yến hũ cho con. Rồi nó nghe là rồi không nhớ rồi sao hai đứa không quen nhau. Rồi xong rồi vợ con là làm anh em kết nghĩa. Rồi nhắn tin một nhắn hồi tin. Trời, ai đề nghị làm anh em kết nghĩa? Anh là... Dạ con không nhớ chính xác này, nhưng mà hình như là con đó. Tức là con muốn giới hạn hả? Con dạ, muốn giới hạn dạ, cái tình cảm này đúng không? Mà lúc đó cũng đi học và tuổi đi học thì con đâu có nghĩ ngợi gì nhiều. Có nghĩa là con rất là tinh khôi, con rất là tinh khiết. Dạ đúng rồi. Con không nghĩ gì hết. Dạ. Nhưng mà cô này có nghĩ. Con nghĩ không? Dạ không luôn chú. Nhưng mà con thích, con có thích. Dạ cũng không luôn. Thích là tại vì á là ông lại biết tiếng Anh với lại biết thích chơi bóng đá. Nghĩa là giống như con muốn có thêm một cái người bạn giỏi về cái lĩnh vực đó. Nghĩa là một tình bạn trong sáng. Đối với con là sẽ học xong hết cấp 3 thì mới có người yêu. Cho nên lúc đó là anh này đề nghị là mình làm anh em, tại vì anh này hơn con 1 tuổi, 2 tuổi luôn. Làm anh em thì trong lúc đó là hai đứa đều rảnh, nghĩa là không có người yêu. Thì thật rất là hay nhắn tin, một ngày là nhắn hơn 200 tin. Trời ơi. Dạ. Ai nhắn, ai chủ động anh, dạ không có anh em nào một ngày nhắn nhau 200 tin hết trơn hết rồi. Không có được. Anh em ruột không có nhắn gì luôn á chị. Em nói cho biết luôn. Càng không nhắn luôn á. Nhắn luôn mà nói á. Ờ cái này là anh trai mưa, em gái mưa hay gì đó. Nghĩ sao mà nhắn 200 tin ngày? Cái thời mà còn SMS á của Hồng Vân là tốn tiền nữa. Đúng rồi. Đăng ký. Dạ là mình đăng ký mấy nghìn nữa là mấy trăm tin nhắn đó con. Mà nhắn là hết tin nhắn luôn. Rồi bộ không ăn cơm không học hành nữa sao mà lại nhắn tin ngày 200 tin vậy? Dạ ăn cơm là cũng nhắn là em ăn cơm chưa? Thì ăn cơm rồi. Em ăn cơm đây, em ăn cơm rồi. Dạ cũng được mấy tin. Tức là không cần FaceTime mà tụi nó biết hết cái công việc của nhau luôn. Đúng rồi. Hay quá chị. Đó. Thứ nhà hồi xưa yêu nhau vĩ đại hơn vậy. Vĩ đại á. Rồi sao? Rồi sao nữa nè? Nhắn một thời gian như vậy bao lâu thì bắt đầu mới thích nhau rồi mới là không còn là anh em nữa, phá banh cái rào anh em ra. Dạ thì chắc nhắn hôm đó là Tết. Thì khoảng một năm sau á, thì con thấy vợ con là giống như là tri kỷ vậy đó, ý là người bạn thân là mình có thể tâm sự hết tất cả mọi thứ để giống như có thêm một cái chỗ để cho mình chia sẻ bớt những cái nỗi buồn hay là niềm vui vậy đó. Xong rồi thì con cảm thấy là giống như là rất là khó để có thể mà xa bạn đó được. Xa bạn đó được. Dạ. Cho nên là phải lớn lên xíu nữa. Dạ đúng rồi. Mà cô ấy đã là tri kỷ trong trái tim, trong khối óc của tôi rồi. Anh nhưng mà cái bữa đó là mới có 30 tháng 4 thôi, là chỉ có 4 tháng thôi. Là có 4 tháng thôi. Dạ. Rồi, ok kể lại nha. Dạ 4 tháng. Ủa sao anh không nghe cái micro chứ vậy? Alo alo coi. Alo, alo. Rồi ok. Rồi. Đâu kể coi. Nghĩa là Tết á là hai tụi con gặp nhau. Thì vào ngày 30 tháng 4 á là anh này là chính thức tỏ tình với con. Dạ. À lúc đó là con lớp 12. Con 11. Dạ con 11 còn anh 12. Thì con không có nhận lời. Ông tỏ tình sao đâu mà con không nhận anh lời. Anh này tỏ tình sao? Là không có tốn tiền của Hồng Vân.
Anh tỏ tình anh nhắn cho con đúng một tin nhắn. Lúc đó là khuya ngày 30 tháng 4. Anh nhắn cho con đúng một tin nhắn là mình yêu nhau nha em, mà con đâu có yêu ảnh đâu. Rồi con trả lời sao? Thì con cũng lúc nào con cũng nói ảnh là con là phải học xong 12 thì con mới có người yêu. Tại vì con rất là sợ cái việc yêu đương ảnh hưởng tới việc học. Lúc nào con cũng phải là học cho xong cái đã. Thì con không có nhận lời. Rồi khi mà nhận được cái con... lời từ chối đó, con có tổn thương không? Có buồn không? Dạ buồn chứ. Buồn. Dạ. Nói chung là buồn sợ bạn đó có người yêu mất thì mình không biết phải làm sao. Dạ. Rồi có nhắn tin bớt lại. Con có nói là nếu như cũng bình thường như trước kia. Con hẹn ảnh con nói là nếu như mà anh chờ được tới hết lớp 12 rồi á thì lúc đó là em sẽ nhận lời. Chứ không phải là con từ chối hẳn. Nhưng mà con lên lớp 12 là ảnh đã phải vô đại học rồi. Dạ đúng rồi. Mà vô đại học thì chắc chắn là sẽ có thể là sẽ lên thành phố Hồ Chí Minh học. Dạ. Đúng không? Dạ. Thì nếu như là mình vượt qua được những cái thử thách đó thì mình sẽ chính thức đến. Rồi sao? Đến khi ảnh lên đại học. Lúc con lên, con có lên Sài Gòn học không? Thành phố Hồ Chí Minh học không? Dạ có. Lúc lúc mà con thi 12 xong thì con cũng thi đại học ở Sài Gòn. Nhưng mà không có đậu vô được cái trường con muốn. Thì lúc đó lại con cũng không muốn đi xa. Tại vì người yêu của mình đang ở dưới kia, bây giờ mình đi xa quá thì cũng cũng sợ mất đó. Người mình yêu. Dạ. Thì con cũng có xin đi học ở ngoài Phan Thiết một nửa năm. Tức là có vì cổ đúng không? Cũng có một phần. Dạ. Tại vì lúc đó giống như là giờ coi như là chỗ dựa tinh thần vậy đó. Mình đi vô đây thì không có quen biết ai đâu, bạn bè cũng mới á. Mà lúc nào mình cũng không có an tâm á. Xong rồi lại chọn là học ở Phan Thiết nửa học kỳ. Xong rồi con học xong là con cảm thấy năng lực của con so với ở dưới đó học thì nó hơi phí. Nên xong rồi ăn Tết xong rồi con lại lên đây con ôn thi lại một lần nữa. Lên Phố Hồ Chí Minh. Dạ. Là con học ở trường nào? Dạ con học đại học Sài Gòn. Đại học Sài Gòn. Rồi lúc đó con thì sao? Qua năm lớp 12. Dạ con nói với ảnh như vậy nhưng mà tới ngày 30 tháng 4 là ảnh tỏ tình với con. Tới ngày 30 tháng 12 là con nhận lời ảnh mặc dù con chưa học xong 12. Đó, chịu không nổi chị. Thì đó. Dạ. Cái nguyên nhân là lúc đó là ảnh chưa có thi đại học. Con sợ là ảnh hưởng tới cái việc học của ảnh. Cho nên là con nghĩ thôi mình cứ nhận lời tại vì hai đứa cũng ở rất là xa. Không có gặp mặt. Mà không nhận lời hay nhận lời mình đều nhắn tin hết. Cho nên là con quyết định nhận lời ảnh để cho ảnh yên tâm mà học cho tốt. Như là có thêm động lực. Dạ, dạ. Đúng không? Mà cái tác động trực tiếp lúc đó là thằng bạn của con là cái thằng mà bạn ở chung với hai đứa. Nó nhắn tin nó chửi con. Nó nói con là sao mày ác dữ vậy. Ông Thuận ổng tốt như vậy mà sao mà mày không quen. Mà mày hành ổng thế này hành ổng thế kia. Xong con ngồi con suy nghĩ một hồi thì con mới nhắn tin cho anh này. Mọi ngày con hay nhắn ảnh con hỏi là nếu có một điều ước thì anh sẽ ước cái gì. Thì ảnh hay nói là anh ước là em làm người yêu của anh. Thì hôm đó ảnh không có tỏ tình nhưng mà con nhắn con hỏi lại, con hỏi là nếu có một điều ước anh ước cái gì. Thì ảnh nói là anh muốn em là người yêu của anh. Thì con mới trả lời là vậy điều ước của anh hôm nay thành sự thật rồi đó. Trời ơi, cái chuyện tình nó hay quá. Em lấy vô cái bộ phim đang làm đi, Mối Tình Học Trò. Hay không? Mối tình hay. Nhưng mà thực chất là trong bụng con có thương ảnh rồi đúng không? Dạ không, lúc đó con cũng chưa thương ảnh luôn. Sợ ảnh hưởng đến việc học của ảnh thôi. Lúc thì nghĩ rằng nào là cũng xa mà đâu có gần nhau đâu mà lo đúng không? Dạ, với lại là tụi con cũng rất là ít gặp cho nên không có một con không có một cái ấn tượng gì. Rồi con xong lớp 12 rồi con có thi vô đại học để lên Sài Gòn học không? Dạ có. Con phải lên là vì ảnh không? Dạ không, con là cứ tứ thẳng một đường con đi thôi. Là con đại học sư phạm hả? Dạ. Rồi cái ngày đầu tiên con lên Sài Gòn á, ngày đầu tiên con lên Thành phố Hồ Chí Minh á thì là con có gặp ảnh liền không? Dạ ảnh có ra bến xe đón con không hay như thế nào? Có không? Dạ ảnh thì không có ra bến à có bữa đó ảnh ra tàu. Ảnh ra tàu đón có con biết mà phải lên đi tàu ảnh ra tàu đón con đi xe đi tàu đi máy bay gì cũng sẽ đón hết trơn trọi lãng mạn lắm nghe đến sân ga nghe rồi sao nào gặp nhau nhưng sao? Mà lúc đó con vẫn chưa có thích ảnh. Từ lúc nhận lời mà quen ảnh là con nhắn tin cho ảnh cũng một ngày mấy trăm tin. Nhưng mà một cái tin nó không bao giờ quá ba chữ. Lúc đó tự nhiên con cảm thấy bị gò bó. Con thấy giống như mình đang là học sinh bình thường tự nhiên mang tiếng có người yêu. Hồi đó sao con thấy cái có người yêu nó nghiêm trọng lắm. Nên là con lúc đó tự nhiên con thấy gò bó và con không thích nữa. Con nhắn để cho ảnh ghét con, ảnh bỏ luôn. Trời nhưng mà cứ ba chữ nhưng mà ảnh cứ trả lời liên tục. Và một ngày vẫn mấy trăm tin. Lúc nào cũng rồi, chưa, xong rồi, biết rồi. Nhắn tin cọc lóc vậy đó. Dạ, con nhắn vậy nhưng mà ảnh vẫn kiên trì nhắn hơn một năm. Như vậy là cứ ba chữ, tối đa là ba chữ. Ảnh thương con. Dạ, rồi đi vô đây học là ảnh đưa đón con. Từ Gò Vấp qua quận 5 mà ảnh đưa đón con từ năm ôn thi cho tới năm 3, lúc năm 4 con mới tự đi xe. Nhưng mà lúc đó là con đã thương ảnh rồi đúng không? Dạ, lúc con đi học sư phạm được
một năm là lúc đó bắt đầu con thấy ảnh tốt với con quá, à, thương nên anh là rồi, con mới không? Bắt đầu có tình cảm với ảnh. Dạ rồi làm ảnh đưa đón con là ảnh nằm ngủ ngoài hành lang của trường đại học sư phạm luôn để chờ đón con về. Tại ủa vì rồi con không học hay gì con định hỏi nó ra hết chứ định hỏi bộ không có học hành bỏ học bỏ hành hay sao đi ngủ lang. Dạ có chứ, thì nếu mà học chung giờ thì mình đi chung rồi xong rồi mình về. Còn nếu mà bữa nào con rảnh thì con ở lại con học bài luôn xong rồi con chờ con trở về luôn. Nó thương đâu có tiện chứ nó đâu có bị ảnh hưởng gì đâu. Rồi thì đó, hai trường gần nhau mà. Rồi có khi nào mà chở đi chở về mà hết xăng không có tiền đổ xăng đâu? Dạ xe hư thì có. Thì nếu mà hết thì em còn tiền thì cho anh mượn. Mà lên đi học là chắc cũng phải khó khăn chứ đúng không? Dạ, đúng. Lên thành phố thì rất là đỏ tới mồm. Hai đứa đâu có tiền bạc gì nhiều đúng không? Dạ. Có khi nào mà đói bụng mà trong túi không có tiền không cả đó, hai đứa? Mới tình sinh viên mà. Hoặc là muốn đi chơi mà trong túi không nào có tiền hết trơn rồi không biết đi chơi đâu. Không có tiền thì chưa có, nhưng mà có ít thì có. Vâng. Nghĩa là hai đứa mà chỉ ăn một cái bánh xèo 15 ngàn thôi mà ăn hai rổ rau. Ăn hai rổ rau. Trời ơi, cái bà bán bánh xèo chắc bà rủa hai đứa con lắm. Trời ơi, nó ăn có một bánh xèo 15 ngàn, nó ăn hai rổ rau. Nói chung là cái thời sinh viên đi. Nhưng mà nó đẹp. Dạ. Nhưng có nhiều kỷ niệm là nó đẹp. Dạ. Nhiều kỷ niệm. Nếu không có chương trình này thì chắc chắn các con sẽ không có cơ hội để kể lại. Dạ. Dạ. Tự đó, hai đứa sao? Giờ hoài niệm nè, đó bây giờ hoài niệm thì cũng thấy hạnh phúc chứ bộ đúng không? Dạ. Ừ, rồi xong sao nè? Sau đó thì là con học đến năm thứ tư. À, khi mà con tốt nghiệp xong đại học nè, rồi ảnh có tốt nghiệp luôn không? Hai đứa. Dạ. Có đứa nào bỏ ngang không? Dạ không. Dạ anh tốt nghiệp trước con. Tốt nghiệp trước rồi tới con rồi xong hai đứa là về lại quê. Dạ. Thì anh tốt nghiệp trước nhưng mà anh chưa về á con. Ở lại lợi con đúng không? Anh ở lại. Thì chắc chắn rồi, cô không cần hỏi luôn. Cô không cần hỏi. Rồi trong một năm mà con ở lại rồi con có đi làm không? Là đi nhông nhông dạ, lắm thôi. Con học xong là 2015. Thì con có gửi cái bằng đó về quê để xin việc ở quê. Thì gửi về quê thì xin thì cái bằng đại học cao đẳng của con đó thì ở dưới quê hiện tại không có thiếu giáo viên của cái môn đó. Thì con nghĩ bây giờ mà đi về nhà cũng thất nghiệp, không có gì làm cũng chán lắm, ba mẹ sẽ buồn. Thì bây giờ mình phải kiếm một cái gì đó mình làm, mình học thêm để mình có cái nghề mình làm trước. Thì đó là cũng mà mình tốt cho bản thân mình và ba mẹ cũng sẽ không có bị thất vọng. Tại vì ở dưới quê con ấy, nhiều người học đại học xong rồi đi về đi làm vớ vẩn rồi đi làm nông cất bằng nên không có muốn mình phải như vậy. Xong rồi con lại đi học thêm cái trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Sài Gòn. Và cái môn con chọn là cái môn tin học. Nhưng mà con đã có bằng cao đẳng rồi mà. Con bằng cao đẳng sư phạm kỹ thuật nông nghiệp là cái môn dạy môn công nghệ lớp 7 đó. Thì con lại đi học môn tin. Ngày xưa khi con học cấp 3 thì con rất là thích học môn tin học với lại môn tiếng Anh. Và con chọn cái trường đó là trường đại học sư phạm thì nó cao quá con không có đậu được. Nên con mới xét xuống đại học Sài Gòn cái môn đó nó vừa đủ điểm. Để cho mình đậu, với lại nó cũng là sư phạm luôn. Rồi cái bằng đó sợ về quê không có việc nên con học tiếp cái ngành trung cấp máy tính. Dạ, đó là, đúng không? Trung học trung cấp máy tính. Thì trong quá trình học thì con cũng đi học thêm sửa chữa ở bên ngoài. Sửa điện thoại, sửa máy tính. Rồi lại có cơ hội đợi dạ, đợi bạn gái mình. Nó cũng cả hai. Bây giờ nếu mà mình đợi mà mình thất nghiệp về chỉ gọi con ra trường đi làm thôi, thế nào vợ con cũng bỏ thôi. Hoặc là mình về mình không có việc rồi vợ mình đi làm rồi mình đâu có mình con trai mà mình chẳng lẽ mình bị lép vế nhà, đúng nhà, đúng nhà không? Mình chờ vợ và nuôi sao được nữa chứ. Dạ đúng rồi. Nên con phải quyết tâm, con phải có một cái nghề gì đó. Thì con đi học trung cấp xong rồi con học nghề thêm thì lúc đó con có thể tự sửa chữa máy móc lặt vặt hay quá. Xong rồi có cái bằng đó thì chớ treo cái là con học 2 năm nữa thì con mới về. Bà này học bà này bà về trước. Ba học năm xong. Ba giờ trước. Mất. Mình ở đây mình sợ chứ. Đúng không? Sợ. Ở đây mình vẫn đi làm thì nói chung là lúc đó quen lâu quá rồi. Nói chung là cũng tin tưởng nhau hơn là lúc đầu mới vô. Không có sợ đúng không? Dạ. Rồi con về con có việc liền không? Dạ có, con tốt nghiệp là tháng 7 thì tháng 8 là con đã đi dạy ở Bình Thuận. À, rồi đó, rồi xong rồi một con xong rồi là con đi về. Rồi, con xong rồi con cũng đi về con làm với Bình Thuận. Rồi lúc đó là con cũng về là con cũng có việc liền luôn. Tại vì cái việc con làm là trám vào cái vị trí của vợ con làm đó. Vợ con đầu tiên là làm ở bệnh viện huyện. À. Nhưng mà sau đó thì không có đúng với sở trường của vợ. Tại vì vợ là làm giáo viên tin nhưng mà xin vô bệnh viện làm kỹ thuật viên tin học, giống như kiểu chữa cháy vậy đó. Tại vì tháng 7
Xong rồi tới tháng 8, tháng 9 thì mới biết hồ sơ nộp vô giáo viên đậu hay không á. Thì bây giờ mình có việc thì mình cứ làm trước. Xong vợ làm xong một tháng là anh ơi em không hợp, em là không nổi. Rồi, cái bung. Là bung đi qua làm giáo viên thì thành ra ngay cái vị trí lại thiếu. Đang khuyết thì con về là chắc luôn. Thì nói là giờ người yêu của em đang làm cái nghề đó là về vô luôn. À, con có thấy một sự sắp xếp không? Đúng chưa? Dạ. Một sự sắp xếp vô hình nào đó của ông Tơ bà Nguyệt đó. Đúng không? Đó. Rồi bây giờ hai đứa về dưới quê. Rồi xong rồi á bắt đầu là đám cưới luôn chưa? Đám cưới như thế nào? Dạ chưa. Chưa hay là phải đi hay làm. Là con đi làm 2 năm là tụi con đám cưới. Nhưng mà trong cái thời gian nó có chia tay gì không? Dạ. Gây lộn rồi có ghen tuông. Có lần nào chia tay dài không? Thì con thì con chả bao giờ giận vợ con gì đâu. Cũng không có trách móc gì. Nhưng mà không lẽ không có một cái nhưng mà vợ con có giận con thì không? Vợ con thì nói chung là giận thì nhiều mà con thì giận thì mình nói chung là rất là thương vợ. Rồi biết rồi, nhưng mà chú hỏi nè, điều vô thẳng vấn đề luôn. Dạ. Là hai đứa có lúc mà quay về quê lại đó. Dạ. Là có chia tay không? Dạ. Dạ có. Có mà chia tay dài không? Có chuyện dạ, chia tay đó là sao? 3 ngày. Chia tay 3 ngày. 3 ngày tới 3 ngày dài. Luôn. Rất dài quá, rất dài. Nhưng mà cái chuyện nó lớn lắm đúng không? Dạ, đó là cái sóng gió duy nhất của tụi con từ lúc mới quen cho tới bây giờ. Vụ gì? Vụ gì? Vụ gì vậy? Dạ, cái này có liên quan tới một bạn trong cơ quan với lại anh. Thì nếu mà bạn có xem được thì coi như đây là một cái câu chuyện cười của thanh xuân. Lúc đó là anh đi làm ở cái cơ quan mà em rồi, đi làm cái bệnh đó. Viện đó đó. Dạ, ở bệnh viện á. Thì một thời gian, bình thường hai đứa vẫn nhắn tin là 1 ngày mấy trăm tin. Nhưng mà từ lúc anh đi làm á thì anh rất là ít nhắn tin với con. Và con giận. Thì mấy bữa con giận là anh nhắn liên tục. Còn bữa nay con giận, con không nhắn anh cũng không nhắn con luôn. Thì con mới kiểm tra điện thoại của anh thì con mới thấy là anh có nhắn tin với một bạn nữ cùng cơ quan. Thì cái nội dung tin nhắn là không có mang nội dung yêu đương. Không hề luôn, nhưng mà nó có cái sự quan tâm. Bạn nữ đó thì không có một cái cảm tình gì với anh, các bạn nữ đó là lơ luôn, nhưng mà anh vẫn rất là thường xuyên nhắn tin quan tâm. Giống như cái đầu tiên mà anh mà anh tin quan tâm cho con là có rồi đó. Dạ. Thì con mới thấy như vậy, nhưng con cũng nói anh, con nói là anh ơi, bây giờ anh nhắn tin như vậy đó, anh đừng nhắn bạn đó nữa. Thì anh cũng nói là anh không nhắn nữa. Nhưng mà một thời gian con vẫn thấy vẫn nhắn. Thì trong cái nội dung tin nhắn đó nó có cái chữ là thương hại. Con đọc được. Thì con mới ủa, mình đâu có cái gì đâu mà phải thương hại. Con mới nói anh. Thì con nói là em thì không có cần thương hại. Ví dụ anh thương thì thương, còn không thương thì thôi, em không cần thương hại. Cho nên làm thôi, bây giờ em với anh chia tay đi. Lúc đó là buổi tối hôm đó ở nhà chị của con. Thì con nói em với anh chia tay đi. Nhưng mà cả nhà con và nhà anh đều biết hai đứa quen nhau và rất là thương hai đứa. Coi như là cháu trong nhà luôn. Thì con mới nói anh là nếu như mà mọi người hỏi á thì em cũng không nói là ai sai ai đúng. Em chỉ nói là mình không có hợp thôi, thì chia tay. Bình thường hai đứa mà cãi nhau hay là con giận á là anh khóc nhiều lắm, còn con là rất là cứng rắn. Nhưng mà hôm đó con lại khóc rất là nhiều luôn. Anh không khóc gì hết. Cái câu trả lời của anh là tùy em. Em làm sao em thấy thoải mái thì em làm. Trong khi những lần trước anh sẽ trả lời là anh không chia tay, em thích thì em chia tay một mình em đi. Em gái mưa này hơi lớn. Nhưng lần này anh lại nói là tùy em thấy như thế nào thoải mái thì em làm. Rồi sau đó. Dạ. Thì sau đó là cũng con nói là bây giờ mình không có là người yêu nữa đâu. Nhưng mà mình vẫn làm bạn bè bình thường. Hai đứa vẫn làm bạn bè. Thì một cỡ chừng 3 ngày sau anh mới nhắn tin cho con, anh gặp con, anh mới nói là bữa giờ làm bạn bè với anh có vui không? Thì 3 ngày là làm bạn bè là không nhắn tin. Tại con á là cứ thích anh này là nhắn tin nhiều. Nhưng mà anh này là cứ nói là bận việc đi làm không nhắn được, biện lý do, nhưng mà thì ra là nhắn cho bạn kia được. Thì sau đó 3 ngày đó thì con không có nhắn nữa, tại vì con đã xác định là không quen nữa, nên con cũng không có đợi tin nhắn của anh nữa. Rồi 3 ngày không nhắn gì hết thì anh mới nói con, bữa giờ làm bạn với anh có vui không? Thì đâu có vui xíu nào. Cảm giác của anh cũng rất là khó chịu, cảm giác con cũng rất là khó chịu. Thì hai đứa mới ngồi lại nói chuyện với nhau. Mới nói ra là vì sao anh lại như vậy. Là tại vì con là cứ lúc nào cũng muốn anh nhắn tin, rồi lúc nào cũng hay giận anh, lúc nào cũng giận vô cớ. Anh nói là bây giờ mình đi làm rồi, nó sẽ khác với hồi mình đi học. Nó sẽ có áp lực của công việc, chứ không phải là lúc nào anh cũng có thể cầm điện thoại để nhắn tin cho em. Hay là em giận gì thì em cũng phải nói để anh biết, chứ anh không thể nào mà ngồi đoán ý của em được nữa. Thì lúc đó con cũng có rút kinh nghiệm, con cũng có nói là em sẽ rút kinh nghiệm. Còn anh cũng rút kinh nghiệm là anh sẽ không nhắn tin với bạn đó nữa. Rồi hai đứa quay lại. Thì
từ đó là anh cũng không nhắn tin với bạn đó nữa. Coi như thời điểm này là thời điểm mà lựa chọn hạnh phúc rồi đó. Dạ đúng rồi. Chọn hạnh phúc, chọn yêu thương rồi đó em. Đúng không? Đúng đó, đó là cái gọi là cái mức mà gọi là đúng cái thời điểm mà phải chọn nhau. Tại vì luôn luôn trên bờ vực đúng rồi, ta phải chọn lựa. Phải chọn thôi. Một trong hai, đúng không? Hiểu không? Ờ, chọn sai là phải chịu thôi. Đúng, đúng rồi. Chưa? Ủa nhưng mà là lúc may đó là không hai. Chọn đúng hạnh phúc. Chọn đúng hạnh phúc. Có nghĩa là lúc đó là mỗi đứa là có nghĩa là con đang ở nhà, con nhắn tin cho cổ, cổ ở nhà cổ nhắn tin, đúng không? Dạ. Có nghĩa là hai đứa ở hai nhà đó, khác nhau hay dạ, sao? Dạ đúng rồi. Tức là đến một lúc nào đó con biết không, thực sự cái chuyện mà mình nhắn tin á, quan tâm nhau á, thì mới đầu thì nó sẽ rất là thú vị, nó sẽ rất là đáng yêu. Nhưng mà một khi một cái công việc hoặc là trong cuộc sống bắt đầu có những cái áp lực về công việc rồi á, thì đôi khi những cái đó nó sẽ tạo những cái mà phải nói là áp lực hơn công việc nữa. Thực sự vừa lo việc vừa nhắn tờ trả đúng lời. Rồi cái đó là mình phải tinh ý cái việc đó. Và đến một lúc nào đó mình cảm thấy mệt mỏi. Mệt mỏi vì cái chuyện là mình cứ phải, mình không có được tự do. Mình không có được tự do để làm một cái điều gì cả. Tưởng tượng một ngày mà nhắn tin 200 tin thì làm gì còn thời gian để nghĩ chuyện khác. Đúng rồi. Đó, anh vừa đá banh mà anh vừa nhắn tin cho con. Đó, vì cái nó bị mệt mỏi á con. Nó nghe này, cho nên là sau đợt đó chắc là bớt nhắn tin lại đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà cái đó lúc đó là cảm nhận của con sao? Lúc con ngồi nói chuyện á. Thì nói chung là cái lúc đó thì con, cái lúc mà chia tay 3 ngày đó thì thực sự thì mình nhắn tin niềm nhắn tin với bạn bè thôi chứ trong lòng cũng đâu có vui vẻ gì đâu, nó rất là khó chịu. Nhưng mà tại vì vợ cứ giận những cái chuyện con không biết là cái chuyện gì mà cứ giận. Nhưng mà hai cái từ thương hại đó là như thế nào? Thì lúc đó con cũng không có suy nghĩ kỹ, chỉ nhắn cho vui vậy thôi. Nhắn cho cái cô kia à? Với cô là bạn giống như là một người bạn mới rồi mình tâm sự. Đã nói em gái thôi. Mưa mà mưa hơi lớn chút xíu. Cũng may mà tạnh được, tức là tạnh đúng thời điểm. Đúng không? Có 3 ngày thôi chị. 3 ngày là hết nước rồi, 3 ngày là mưa hết nước rồi. Rồi thôi bây giờ mưa thuận gió hòa rồi, đúng không? Dạ. Bây giờ là hai đứa có em bé rồi đúng không? Dạ đúng. Bé thì bao nhiêu tuổi? Dạ 2 tuổi. 2 tuổi, trai bé trai đúng không? Dạ đúng rồi. Đó rồi bây giờ qua tới cái hôn nhân đó, lật sang trang nè. Dạ, khi mà lấy nhau xong rồi coi như là trong tình yêu là chia tay có 3 ngày thôi. Là dài nhất. Đó, rồi không có gì gọi là sóng gió nữa hết. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ về nhà thì bắt đầu mới có thấy những cái thói hư tật xấu bắt đầu từ từ le lói xuất hiện. Có không? Có là góp ý nha. Có là góp ý để đối phương đúng rồi. Phải đây là cơ hội để chúng ta nói về cái cảm nhận cũng như là cái suy nghĩ của mình về người bạn đời của mình. Nó sẽ là bằng chứng trước tòa sau này là hai đứa mà có chối á, nó đây bật lại cái tua lại cái đoạn này. Đó. Anh nhớ bữa đó anh hứa không? Anh hứa anh bỏ không? Đó ví dụ. Anh ấy có những điều gì chưa vừa lòng, những điều gì cần phải khắc phục mà nói chung là tật xấu đó. Đó. Dạ, tụi con quen là 9 năm rồi mới cưới. Cho nên là con cũng hiểu được về anh cũng khá nhiều. Thì tới lúc cưới á là con bị vỡ mộng ngược. Vỡ mộng ngược. Nghĩa là lúc quen á thì anh cũng không có được chu đáo, không có được tốt bằng như là sau khi cưới. Sau con khi nhín lại một chút lòng tốt. Dạ, chuẩn bị nó. Nhín lại một chút. Coi chừng nó khui những cái tính tốt đó nghe. Thì đó, bây giờ bắt chuẩn bị lạc đề rồi đó. Khui tính tốt là lạc đề đó nghe. Đây là giai đoạn, coi như đây là thời khắc để chúng ta khui tật xấu. Dạ. Nha. Nếu mà nhất định là khui tật xấu thì anh khui đi. Anh khui trước đi. Ủa là sao? Dạ, tại vì con thấy anh là cũng được mà. 9,75 điểm rồi đó cô Hồng Vân. Rồi bây giờ cái 25, 0,025 cái kia là cái gì? Dạ, 0,25 là để cố gắng, để phát huy. Chứ còn con thấy anh gì là ok lắm rồi. Không. Tức là giờ xấu con muốn anh thay đổi điều gì không? Con muốn anh là cứ như vậy thôi, cứ như vậy. Rồi cứ yêu thương vợ con như vậy thôi. Là con thấy là đủ. Không cần thay đổi gì hết. Dạ, đừng thay đổi, vậy thôi. Và vậy, và hơn vậy nữa một xíu là được. Dạ. Đó là thay đổi hơn bây giờ xíu đó con. Dạ, thay đổi cái gì? Nhưng mà là thay đổi cái gì? Là ví dụ thương, bây giờ thương vợ con là thương cao như thế này, cao như thế này. Thì giờ thương tiếc, cao như thế này. Dạ. Đó. Ủa có mê game, có hút thuốc, có nhậu nhẹt. Ngày trước là anh có chơi game, nhưng mà sau khi cưới con thì anh cũng không chơi game nữa. Tức là bạn này bạn nó thay đổi ngược mà. Dạ, thành ra là vỡ mộng ngược. Ừ, vỡ mộng ngược thôi vậy là tốt rồi. Mình chặn liền không? Ừ, tốt rồi. Nó khui tính tốt. Đúng rồi. Còn rồi con muốn vợ con thay đổi điều gì? Không, về trước mắt là có tật xấu không? Cái thay đổi là cái tật xấu đó. À. Ừ. Muốn dạ, vợ sao? Con thay đổi điều gì? Dạ. Vợ có tật xấu là tối là đi ngủ là không có thường xuyên đánh răng đâu. Đánh răng nó hơi bị xấu. Thì phải giữ gìn vệ sinh. Đúng rồi, giữ gìn vệ sinh răng miệng. Phải chịu khó đánh răng thêm. Rồi đó là thay đổi nè, rồi gì nữa?
rồi nói chung rồi cố gắng chịu khó ăn uống cho nó mập lên. Dạ đúng rồi. Tại vì con thì cũng cố gắng nấu cơm rồi cũng tắm bổ cho em. Món này món kia nhưng mà vợ thì cũng lười ăn. Cho luôn miếng đi. Cho nên mới vậy nè. Cho luôn miếng. Dạ. Chỉ mong vậy thôi. Với lại làm việc thì giữ gìn sức khỏe. Dạ. Đó thì ăn uống đầy đủ để giữ gìn sức khỏe. Lười ăn, đó, lười đánh răng. Đó và tham công tiếc việc. Lười đánh răng sau này nó sâu răng là mệt lắm nha con, đau răng là đuối lắm luôn. Rồi.